miền Bắc đã lợi dụng lòng dân, làm mất tính chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 1 tháng 6 2018, cặp vợ chồng ở Mỹ là Jackie Bong White và Daisy White đã khởi phát và kêu gọi người Mỹ gốc Việt đăng ký tham dự hội nghị chuyên đề mang tên Nhìn lại cuộc chiến Việt Nam. Hội nghị này được đồng tổ chức bởi nhóm Tập hợp vì Dân chủ cho Việt Nam do Jackie Bong White đứng đầu và cơ quan văn khố quốc gia Mỹ. Hội nghị diễn ra từ 9 giờ 30 phút đến 19 giờ ngày 14 tháng 9 2018 tại rạp Mexico One của Nara với phí vào cửa là 75 USD một người. Các nội dung trong hội nghị được trình bày bởi 12 diễn giả, bao gồm cả người gốc Việt lẫn người Mỹ. Hội nghị được tổng thuật trực tiếp trên kênh YouTube của Nara. Sau đó, ngày 19 tháng 9, 2018, đài VOA tiếng Việt đã viết bài tường thuật hội nghị. Họ dẫn lời các diễn giả để kết luận rằng miền Bắc Việt Nam đã lợi dụng lòng dân để thắng trong chiến tranh. Cụ thể, các diễn giả cho rằng vì biết cách thao túng lịch sử và tuyên truyền giỏi, miền Bắc đã khiến người dân trong nước, các chính phủ quốc tế và phong trào phản chiến ở Mỹ ủng hộ mình, khi cho rằng họ đang tiến hành một cuộc chiến tranh vệ quốc. Trong khi đó, miền Nam đã mất chính nghĩa trong mắt người dân và nước ngoài do tham nhũng tràn lan để lính Mỹ trực tiếp tham gia chiến tranh. Tuy nhiên, vì miền Nam có dân chủ, tự do ngôn luận và kinh tế thị trường, còn miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, các diễn giả cho rằng thực ra miền Nam có nhiều tính chính nghĩa hơn miền Bắc. Vì vậy, hội nghị đã đi đến kết luận rằng miền Bắc đã lợi dụng khẩu hiệu độc lập dân tộc để thắng được trong chiến tranh. Các diễn giả cũng nhận định rằng ngày nay nhà nước Việt Nam vẫn đang dùng ngọn cờ độc lập dân tộc để tuyên truyền thế giới trẻ tin rằng chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến chống Pháp, chống Mỹ để bảo vệ đất nước. Tìm hiểu về nhà tổ chức hội thảo này là cặp vợ chồng Lê Thị Thu Vân và Daisy White. Lê Thị Thu Vân vốn là vợ của giáo sư Nguyễn Văn Bông, người bị mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ám sát vào năm 1971 khi sắp được chế độ Việt Nam Cộng Hòa bổ nhiệm làm thủ tướng. Sau năm 1975, Lê Thị Thu Vân lấy chồng mới là nhà ngoại giao Mỹ Daisy White nên đổi tên thành Jackie Bong White. Jackie Bong White từng giữ nhiều vị trí trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt như sáng lập tổ chức hỗ trợ người tị nạn mang tên IRSS vào năm 1999, làm chủ tịch hiệp hội cử tri người Mỹ gốc Việt vào năm 1999. Hiện nay, Jackie Bong White đang là thành viên của ban chấp hành kiêm đại diện tại Mỹ của nhóm lao động Việt, tổ chức bị nhà nước liệt vào hàng chống đối trong nước. Ý đồ của tổ chức này, đúng như lời của ban tổ chức, thì ngoài việc nhìn lại quá khứ, hội nghị này còn giúp vạch ra đường hướng cho tương lai. Vì hội nghị được nhiều nhân vật cộng cán trong giới Trung Cộng hải ngoại đến dự, có thể thấy nó sẽ tác động đến các hoạt động tuyên truyền của giới Trung Cộng. Chẳng hạn, nó có thể thúc đẩy giới Trung Cộng đầu tư nhiều hơn cho các hoạt động thao túng lịch sử nhằm ca ngợi những thế mạnh của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời phủ nhận tính chính nghĩa của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trong cuộc chiến bảo vệ đất nước, giải phóng dân tộc. Công bằng mà nói, thì một số kết luận của hội nghị này khá tiến bộ so với quan điểm chung của Dân Chủ Cộng lưu vong. Chẳng hạn, hội nghị đã thừa nhận rằng vì chế độ Việt Nam Cộng Hòa có quá nhiều tham nhũng và đã mời lính Mỹ và bắn giết người Việt Nam, nó đã mang mất tính chính đáng trong mắt người dân hai miền và quốc tế. Tuy nhiên, hội nghị có một sai lầm quan trọng, nó cho rằng chế độ miền Bắc chỉ lợi dụng ngọn cờ độc lập dân tộc để được người dân ủng hộ nhằm thắng trong chiến tranh. Nó không nhận ra một thực tế rằng nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thực sự đấu tranh vì độc lập dân tộc và đã giải quyết được nhu cầu độc lập của dân chúng. Như vậy xem ra, mục đích hướng xét lại lịch sử nhằm tìm lối thoát cho phong trào chống cộng bằng cách thức thay đổi cái nhìn về chiến tranh Việt Nam, nhân thất bại của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, tìm lại chính nghĩa cho chế độ này, từ đó phủ nhận chế độ hiện nay và quan trọng nhất là để biện minh cho các phong trào đấu tranh dân chủ và các nhóm chống cộng trong nước là yêu nước, chính nghĩa. Xem ra con đường của họ còn rất khó khăn.